Trường cũng chưa có quyết định liên quan tới K42, tuy nhiên thì ở khoa thì cũng đã lập ra một số các phương án sắp tới, thì các em lưu ý. Thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp là chúng ta sẽ thi tập trung, và cái vấn đề thi tập trung này nó sẽ diễn ra vào tháng 8 hay tháng 9 gì đó, tùy thuộc vào trường sắp xếp, tại vì trường sẽ đẩy lùi cái vấn đề là thi tập trung. Nhưng mà sẽ chưa có thời gian cụ thể, nhưng mà sẽ lùi lại khoảng 1 đến 2 tháng. Còn nếu mà không có tập trung được thì chúng ta sẽ thi online. Thì thi online thì nó có rất là nhiều hình thức thi, 90 phút đến 120 phút thì tùy thuộc vào mỗi thầy cô. Thì có một cái hình thức thi là chúng ta khi thi thì chúng ta phải mở hết màn hình lên, thì tùy thuộc vào mỗi thầy cô thôi. Còn một trường hợp nữa là chúng ta sẽ làm tiểu luận. Thì thực ra thì tùy theo mỗi môn học thì nó sẽ có, mỗi thầy cô sẽ tự quyết định cái hình thức thi của mình. Thì hiện nay thì cái môn mình thì mình đang suy nghĩ về vấn đề là chúng ta sẽ làm tiểu luận. Thì cái này mình đang suy nghĩ thôi. Sẽ làm tiểu luận, tại vì tránh cái trường hợp là một số bạn ở xa, hoặc là tránh cái trường hợp vào cái ngày thi chúng ta không có internet, đặc biệt là cái vấn đề là gặp sự cố trong vấn đề là internet hoặc là hệ thống LMS. Tại vì cái trường hợp đầu tiên vừa thi vừa rồi đó là của thầy Nguyên, thì thầy cũng có phản ánh một số cái trục trặc trong quá trình thi. Do đó thì mình cũng đang suy nghĩ về vấn đề là chúng ta sẽ làm tiểu luận. Thì như thế này, tiểu luận thì lúc này thì chúng ta sẽ không làm nhóm nữa, mà chúng ta sẽ lại phải làm cá nhân. Cái này mình chưa quyết định nha. Có thể là chúng ta sẽ làm có hai hình thức, đó là tự luận và tiểu luận. Thì mình hỏi hỏi trước cái là lớp chúng ta riêng cái môn mình thì chúng ta thích làm tiểu luận hay là tự luận? Chúng ta có nghe mình nói không? Các Nó bạn có có khác nghe mình nhau nói không? không? Vương, em thích thi tự luận hay là thi hay là thi tự luận? Tự luận thì chúng ta là sẽ làm bài bình thường thôi. Còn tiểu luận là khoảng bao nhiêu trang này? Thì thực ra thì tiểu luận thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian làm dài hơn. Chẳng hạn như là sau khi mà kết thúc cái buổi lý thuyết thì đường nào thì chúng ta cũng sẽ phải làm một cái tiểu luận cho mình. Cái tiểu luận đó có thể rằng là lấy điểm quá trình hoặc là lấy điểm thi. Thì bữa nay chúng ta quyết luôn đi. Nếu mà tiểu luận thì tôi sẽ cho các em thời gian dài, có thể là 2 đến 3 tuần chúng ta làm. Thì cái tất nhiên là thời gian dài thì chúng ta sẽ làm cái số lượng trang thì nó chỉ dao động là dưới 10 trang mà thôi. Không có nhiều, và chủ yếu là chúng ta vào tập trung vào các cái nội dung, nhưng mà ít nhất là từ 5 đến 10 trang. Còn mà thi tự luận thì chúng ta sẽ làm không có trắc nghiệm. Cái môn này thì nếu mà tập trung thì mình sẽ có trắc nghiệm, nhưng mà tự luận thì mình sẽ không có trắc nghiệm. Và không có trắc nghiệm thì chúng ta tự tập trung vào cái phần mà chúng ta sẽ học ở trong cái phần thực hành. Thì mình sẽ cho các em khoảng 2 đến 3 bài, chắc là 3 bài liên quan tới các cái bài tập liên quan đến vấn đề thực hành, trong các chủ yếu là các cái hoạt động chuỗi cung ứng, chẳng hạn như là về dự báo, rồi về rồi bạn Linh làm tiểu luận. Rồi, chúng ta cứ thống nhất đi. Rồi, bạn Khanh cũng làm tiểu luận, vậy tóm lại là tiểu luận đúng không? Vậy tóm lại thôi thì chúng ta làm tiểu luận nha. Có bạn nào thích làm tiểu luận không? Thực ra tiểu luận thì tôi sợ một cái rằng là cái đường truyền rồi cái thời gian nó cũng bị giới hạn, rồi nhiều vấn đề phát sinh, thôi thì chúng ta làm tiểu luận nha. Cái tiểu luận thì mình sẽ cho các em một cái khung. Về tất nhiên rồi, mình sẽ làm một cái khung, trong cái khung đó chúng ta sẽ làm những vấn đề đó cho mình. Thì cái đó mình sẽ thông báo lại sau. Nhưng mà thôi thì chúng ta thống nhất cái môn học này liên quan đến vấn đề tự luận nha. Còn còn lại thì điểm quá trình thì chúng ta sẽ tập trung vào các cái bài thực hành.
À, do đó thì vấn đề là các cái buổi thực hành thì các em cố gắng tham gia và chúng ta làm các cái bài và mình lấy cái điểm đó làm điểm quá trình cộng với lại là cái bài mọi bữa chúng ta vừa làm liên quan đến vấn đề công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng rồi môn nghiệp vụ ngoại thương thì thực ra thì môn nghiệp vụ ngoại thương thì khi mà mình dạy các em thì nó lại có cái hình thức là mình đi vào chi tiết, do đó thì môn đó chúng ta không làm tiểu luận mà chúng ta sẽ thi tự luận. Các em lưu ý nghe, cái môn nghiệp vụ ngoại thương thì lại là thi tự luận. Tự luận thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta tập trung vào cái phần các điều kiện thương mại quốc tế và liên quan đến một số hai cái bài tính toán mà đợt trước mình hướng dẫn cho các em mà thôi. Nó cũng khá là đơn giản nên chúng ta cũng không phải lo lắng. Và để tránh cái trường hợp tôi cũng đang nghiên cứu để tránh cái trường hợp mà chúng ta bị rớt mạng trong cái trong thời gian thi thì nhiều lúc là cái thời gian thi thì tôi sẽ cho các em dài ra một tí, mặc dù làm chẳng hạn như là có thể làm 6 đến 12 tiếng tôi cũng không dám chắc lắm tại vì nhưng mà thôi thì tôi đảm bảo rằng là chẳng hạn như là trong ngày hôm đó chẳng hạn là 24 tiếng đồng hồ phải làm bài đó cho tôi thì nó cũng khá là đơn giản thôi để mà tránh cái trường hợp là trong quá trình thi nếu mà chúng ta chỉ có 90 phút thôi thì nó xảy ra n thứ chẳng hạn như là cái bài mà tập vừa rồi thì một số bạn cũng bị chẳng hạn như là một số bạn thì có gửi mail cho mình rằng là đã up lên hệ thống LMS rồi, tuy nhiên thì tới hôm qua kiểm tra thì lại chưa thấy thì đó là một cái vấn đề là do hệ thống thì mình cũng không có thể xử lý được do đó tránh cái trường hợp đó thì trong khi khi mà thi môn nghiệp vụ ngoại thương á thì liên quan đến vấn đề tự luận thì mình sẽ cho các em một cái thời gian dài có thể là 24 tiếng đồng hồ các em hoàn thành cho mình cái bài thi đó tại vì thầy hiệu trưởng cái tinh thần của thầy hiệu trưởng đó là muốn cho chúng ta tất cả chúng ta đều có khả năng thi được, đều có bài thi thì nếu mà trường hợp xấu nhất có thể xảy ra có nghĩa rằng là đối với một số bạn không có internet hoặc là cái ngày điểm thi á, nó có vấn đề thì chúng ta có thể làm bài thi đó ra giấy và chúng ta có thể chụp lại cái bài thi đó và gửi về cho tôi. Tuy nhiên đó là cái trường hợp mà bất khả kháng mà thôi thì mới có thể làm trường hợp đó. Tại vì các em lưu ý rằng là gì? Bài thi sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta phải up qua hệ thống LMS. Có nghĩa rằng là chúng ta phải gửi bài qua hệ thống LMS để mà làm minh chứng và từ đó tôi phải in các cái bài thi của các em ra từ hệ thống LMS để tôi gửi về khoa để mà giống như là chúng ta thi thì phải có bài thi á, các em lưu ý và sau đó thì chúng ta sẽ lưu ý như thế này là chúng ta sẽ phải ký nữa. Có nghĩa là khi chúng ta làm xong thì vào một cái buổi nào đó thì khoa sẽ sắp xếp cho các em lên trường để ký vào cái danh sách thi nữa. Do đó thì nói chung là tới ngày đó thì hiện nay thì cũng chưa có một cái quyết định rõ ràng liên quan đến vấn đề là thi tập trung hay thi online. Tuy nhiên thì tôi với tinh thần thì các em cứ chuẩn bị liên quan đến môn mình thì các em chuẩn bị liên quan đến nghiệp vụ ngoại thương thì chúng ta sẽ thi gì từ luôn. Liên quan đến môn quản trị chuỗi cung ứng thì chúng ta sẽ thi cái dưới dạng là tiểu luận. Tiểu luận thì mình sẽ cho các em một cái đề tất nhiên rồi tiểu luận thì chúng ta sẽ làm cá nhân không còn làm nhóm nữa nhớ nha, làm cá nhân không làm nhóm nữa tại vì là nó giống như một cái bài thi thì chúng ta không thể nào làm nhóm rồi thôi thì chúng ta cứ thống nhất vậy đi. Còn các cái môn khác thì khi mà nếu mà chúng ta học xong rồi hoặc là chúng ta đang học thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cụ thể thì sau khi mà cái buổi họp thống nhất thì mỗi thầy cô sẽ có một cái phương án riêng chứ không có thống nhất một cái phương án chung, do đó các em tùy thuộc vào những cái môn học khác thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em sau. Còn riêng riêng hai môn mình thì các em cứ cứ trên tinh thần vậy đi nha. Rồi bữa nay thì tôi trình bày cho các em một cái phần liên quan tới vấn đề là quản lý thông tin. Thật ra nó đã đầy đủ gọi là quản lý thông tin và hợp tác trong chuỗi cung ứng. Thì cái phần này thì nếu mà chúng ta đã học cái môn gọi là hệ thống thông tin quản lý thì thực ra thì nó cũng là cái môn hệ thống thông tin quản lý thì sẽ giới thiệu cho các em rất là nhiều liên quan đến vấn đề là gì, quản lý thông tin trong doanh nghiệp nói chung cũng như là trong chuỗi cung ứng nói riêng. Còn ở đây thì
Môn này thì nó cũng là một phần khá là quan trọng trong cái hoạt động chuỗi cung ứng. Tại vì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là công nghệ thông tin ngày càng phát triển, dẫn đến rằng là hiện nay thì người ta áp dụng rất là nhiều công nghệ thông tin trong vấn đề quản lý các cái hoạt động chuỗi cung ứng. Thì cái phần này liên quan tới cái chương này thì mình hướng dẫn cho các em ba vấn đề chúng ta cần cần nắm. Thứ nhất đó là chúng ta phải hiểu được cái tác động gọi là ROI da, tiếng Anh gọi là bullwhip, xảy ra như thế nào và các yếu tố liên quan. Và cái phần thứ hai thì mình sẽ giới thiệu cho các em liên quan tới cái vấn đề là xác định các yếu tố chính, nào là cái nguyên nhân gây ra tác động ROI da trong chuỗi cung ứng. Và cái phần thứ ba, chúng ta tìm hiểu liên quan tới vấn đề là sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ và tạo ra sự hợp tác hiệu quả trong chuỗi cung ứng. Thì đây là ba cái phần mà đợt trước thì tôi cũng đã cho các em đọc rồi, thì chúng ta cũng đã trả lời trong cái phần mà câu hỏi thì chúng ta cũng đã trả lời rồi, và chúng ta cũng đã làm một cái bài tập tình huống đó liên quan tới cái một cái mô hình mà hiện nay người ta đang sử dụng rất là phổ biến, đó là cái mô hình CFRS đó. Thì chúng ta cũng đã đọc rồi. Về cái mục đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các em liên quan tới cái vấn đề là hiệu ứng bullwhip, mà chúng ta bên dịch ra gọi là hiệu ứng roi da. Thì cái hiệu ứng roi da nó là một cái hiện tượng thông tin về nhu cầu thị trường cho một cái sản phẩm bị bóp méo hay khuếch đại lên qua các cái khâu chuỗi cung ứng. Thì qua các cái khâu chuỗi cung ứng thì chúng ta biết rồi, trong một trong các cái đối tượng tham gia hoặc trong chuỗi cung ứng gồm có các nhà, chẳng hạn như là khách lẻ, khách hàng này, nhà bán lẻ, nhà phân phối, nhà sản xuất, nhà cung ứng. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là hiệu ứng bullwhip này là một cái hiện tượng thông tin về nhu cầu thị trường cho một cái sản phẩm bị bóp méo hay khuếch đại lên qua các cái khâu chuỗi cung ứng, dẫn đến cái sự dư thừa tồn kho, ảnh hưởng đến cái chính sách giá và tạo ra phản ánh không chính xác trong cái nhu cầu thị trường. Và cái hiệu ứng bullwhip này thì nó được phát hiện, được nghiên cứu bởi tiến sĩ Ray Forrester, mà nếu mà chúng ta học ở trong các cái môn quản trị marketing á, liên quan đến vấn đề chuỗi giá trị á, thì chúng ta sẽ nghe tới cái ông giáo sư này gọi là Ray Forrester. Thì ông này nghiên cứu cái hiệu ứng cái roi da. Thực ra người ta sử dụng cái roi da để mà người ta nói lên một cái vấn đề liên quan tới vấn đề là hiệu ứng bullwhip. Thì cái ông Ray Forrest này thì ông đã nghiên cứu năm 1961. Tuy nhiên thì cái hiệu ứng cái roi da thì nó chỉ được phát triển một cách toàn diện bởi giáo sư Holly trong cái bài báo gọi là hiệu ứng cái roi da trong chuỗi cung ứng trên tạp chí MIT Sloan Management Review năm 1997. Thì cái hiệu ứng này nó mới được phát hiện. Rồi thì sau khi mà nó được ra đời thì có hai cái case study về hiệu ứng roi da, đó là hai cái công ty P&G gọi là Procter and Gamble, là các cái công ty này thì nó khá là phổ biến liên quan tới các cái mặt hàng chẳng hạn như tã lót Pampers. Thì sau khi mà quan sát thì giám đốc điều hành về logistics của P&G, Procter và Gamble nhận ra được cái mô hình bán hàng cho một cái sản phẩm, cho những cái sản phẩm bán chạy nhất của họ, đó là tôi lấy ví dụ như là tã lót em bé, thì Pampers đó thì nó dao động trong các cái cửa hàng bán lẻ nhưng sự khác biệt thì không quá nhiều. Tuy nhiên thì khi họ kiểm tra các cái đơn hàng của nhà phân phối thì mức độ biến động tăng lên, và khi họ tiếp tục xem xét các cái đơn đặt hàng vật liệu của P&G cho các cái nhà cung cấp của họ thì họ phát hiện ra rằng sự biến động thậm chí còn lớn hơn rất là nhiều. Và trong khi người tiêu dùng trong trường hợp này thì là trẻ sơ sinh thì vẫn tiêu thụ tã ở một mức ổn định, nhưng lại có các cái biến động của nhu cầu trong cái chuỗi cung ứng được khuếch đại khi mà đi sâu vào trong chuỗi cung ứng. Thì nôm na là ông này ông thấy rằng là gì, cái hiệu ứng bullwhip thì là cái hiệu ứng mà thông qua thì thông tin về nhu cầu thị trường cho một cái sản phẩm bị bóp méo hay khuếch đại lên qua các cái khâu chuỗi cung ứng, dẫn đến cái dư thừa tồn kho.
Và tương tự như vậy thì một cái hãng HP, Hewlett và Packard, mà chúng ta biết được rằng là cái hãng này thì người ta chuyên cung cấp các cái sản phẩm về máy in này, về công về chẳng hạn như laptop này, thì người ta cũng các cái nhà điều hành của HP thì người ta kiểm tra doanh số của các cái sản phẩm máy in ở một cái đại lý chủ chốt, thì họ phát hiện ra là có một cái sự có một cái số biến động. Nhưng mà khi họ kiểm tra đơn hàng từ đại lý này thì họ còn thấy mức độ biến động còn lớn hơn, thì họ mới thấy rằng là điều gì đã xảy ra. Thì nhất là khi chuỗi cung ứng đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bullwhip, thì nôm na chúng ta sẽ hiểu thì nó sẽ làm cho thông tin nhu cầu bị méo mó, dẫn đến là gì, nhu cầu thực tế thì ít, nhưng mà gì, nhu cầu chẳng hạn như là vì một cái lý do nào đó trong một cái khoảng thời gian nào đó nhu cầu đột biến tăng lên, dẫn đến các cái cửa hàng này họ phải gì, đặt hàng rất là nhiều từ các cái nhà, từ các cái nhà phân phối, rồi từ các cái nhà sản xuất, đúng không? Mà đồng thời từ nhà sản xuất người ta thấy rằng là gì, nhu cầu ở từ cái khách hàng tiêu dùng đó tăng lên, điều đó có nghĩa là gì, người ta phải đặt hàng thêm nhiều các cái nguyên vật liệu để mà sản xuất ra các cái vật liệu đó. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái nhu cầu thực tế mà người tiêu dùng sử dụng thì nó vẫn không có thay đổi gì nhiều, dẫn đến là gì, nó có một cái sự dư thừa. Thì đây là tôi lấy một cái ví dụ mà chúng ta có thể hình dung ra được là cái hiện tượng bullwhip này nó bị ảnh hưởng như thế này, như thế nào. Thì ở đây thì tôi lấy một cái hiệu ứng, chẳng hạn như là giả sử chúng ta có một cái nhà bán lẻ thường giữ trong kho 100 pack soda, thì cho chúng ta lưu ý là 100 pack soda có nghĩa là một pack thì nôm na là gì, 6 lon trên một pack có nghĩa là 6 lon trên một kiện á. Thì nếu như mà cửa hàng này họ chỉ bán 20 kiện trên một ngày, thì nôm na là gì, họ sẽ đặt hàng với cái số lượng tương tự từ nhà phân phối là gì, 20 kiện trên một ngày. Nhưng đến một ngày nào đó cái nhà bán lẻ này nè, người ta bán được 70 pack, đúng không ạ? Chúng ta, người ta xác định được là gì, nhu cầu của khách hàng lúc này là gì, 70 kiện, và họ dự đoán khách hàng sẽ bắt đầu gì, mua số lượng nhiều hơn trong tương lai. Tại vì người ta thấy rằng là gì, ngày hôm nay tôi bán được 70 kiện, điều đó có nghĩa là ngày mai tôi có thể bán được 80 kiện, ngày mốt tôi có thể gì, bán được 90 kiện. Do đó thì họ sẽ gì, dự đoán khách hàng sẽ bắt đầu gì, mua số lượng nhiều hơn trong tương lai. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, cái nhà bán lẻ này để có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng tăng, 70 kiện ngày hôm nay, 80 kiện ngày hôm sau và 90 kiện ngày hôm sau, thì họ sẽ phải gì, họ phải đặt hàng thêm, đúng không ạ? 100, ở đây tôi lấy ví dụ như là gì, 100 kiện để đáp ứng nhu cầu này. Thì nhà phân phối người ta thấy rằng là gì, các cái nhà bán lẻ hiện nay người ta đặt với cái số lượng lớn, thì lúc này thì nhà phân phối họ có thể phản hồi bằng cách là gì, đặt hàng gấp đôi, đúng không ạ? Tại vì người ta thấy rằng là gì, nếu mà tôi đặt với 100 kiện thì cái lượng hàng mà tôi bán cho nhà bán lẻ không đủ, dẫn đến là gì, họ sẽ gì, tăng cái số lượng này lên gấp đôi. Có nghĩa là gì, nhà phân phối có thể phản hồi bằng các cái nhà bán lẻ này bằng cách là gì, đặt hàng gấp đôi, có nghĩa là gì, khoảng 200 cái kiện từ nhà sản xuất để mà đảm bảo không hết hàng đột xuất, đúng không ạ? Và nhà sản xuất họ nhận được cái thông tin từ cái nhà phân phối rằng là gì, tự nhiên tăng lên 200 kiện hàng, đúng không ạ? Thì dẫn đến là gì, họ sẽ mua nguyên liệu để mà sản xuất 250 kiện, đúng không ạ? Phải người ta phải gì, sản xuất số lượng nhiều hơn cái số lượng mà nhà sản xuất đặt hàng, có nghĩa là người ta sẽ đặt, người ta sẽ sản xuất gì, 250 kiện. Để mà sản xuất 250 kiện này thì hôm nay chúng ta hiểu rằng là gì, người ta sẽ tiến hành mua nguyên vật liệu nhiều hơn. Trong đó thì chúng ta có thể coi 50 kiện này là gì, là cái lượng hàng người ta sản xuất để mà dự phòng. Và cuối cùng cái nhu cầu chúng ta thấy rằng là gì, cái cuối cùng nhu cầu gia tăng đã được khuếch đại lên từ 70 kiện trong suốt cái chuỗi cung ứng, đúng không ạ? Từ cái người khách hàng, đúng không ạ? Từ khách hàng rồi đến cái nhà bán lẻ, rồi đến nhà phân phối, rồi đến nhà sản xuất, rồi gì, đến nhà gì, cung cấp và nguyên vật liệu cho cái nhà sản xuất này. Tuy nhiên trong thực tế người ta thấy rằng là gì,
chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn vậy thôi nó tăng đột xuất, nhưng qua ngày hôm sau thì cái lượng mà khách hàng họ mua soda chẳng hạn như Coca đi từ cái nhà bán lẻ này cũng chỉ là gì, quay trở lại cái bình thường là gì, 20 kiện trên một ngày, dẫn đến là lúc này là gì, cái nhà bán lẻ họ sẽ bị gì, họ sẽ bị dư dư thừa cái lượng hàng ở trong trong kho của họ, nôm na cái gì, tồn kho tăng lên. Và khi mà tồn kho tăng lên thì chúng ta thấy rằng là gì, chi phí sẽ tăng lên rất là nhiều, dẫn đến là gì, cũng tương tự như vậy, nhà phân phối đúng không ạ, họ họ cũng gì, họ đặt hàng nhiều hơn. Tuy nhiên lúc này thì tại vì vấn đề là tại thời điểm đó là 70 nhưng qua ngày hôm sau là 20, qua ngày hôm sau nữa 20 nữa, thì dẫn đến là cái gì, nhà bán lẻ họ chỉ gì đặt hàng, lúc này họ chỉ đặt hàng nhà phân phối là gì 30 mà thôi. Trong cái đó thì nhà phân phối người ta là gì, người ta đã dự trữ tới 100 kiện hàng ở trong kho của họ, dẫn đến là gì, họ sẽ bị dư thừa. Tương tự như vậy các cái đối tượng trong tham gia trong chuỗi cung ứng này cũng bị ảnh hưởng, chẳng hạn như là lúc này thì nhà sản xuất họ cũng gì, họ sản xuất ra một số lượng hàng hóa rất là nhiều đúng không ạ. Tuy nhiên thì vấn đề là cái đơn hàng thực tế từ nhà phân phối lại trở lại bình thường như xưa, dẫn đến là lượng hàng trong kho của họ cũng lượng hàng thành phẩm á, sau khi họ sản xuất xong cũng gì rất là nhiều. Đồng thời cái nguyên vật liệu đầu vào của họ cũng gì, tại vì vấn đề là gì, do nhu cầu tăng lên nên họ đã mua nguyên vật liệu rất là nhiều từ các nhà cung cấp, dẫn đến cái lượng nguyên vật liệu này trong kho của nhà sản xuất cũng dư thừa lên. Do đó thì chúng ta thấy rằng là gì, cái hiệu ứng này nó dẫn đến là gì, quay lại cái định nghĩa thì cái hiệu ứng này nó dẫn đến là hiện tượng thông tin về nhu cầu thị trường cho một sản phẩm bị bóp méo hay khuếch đại lên qua các khâu trong chuỗi cung ứng đúng không ạ. Chẳng hạn như là nhu cầu thì người ta phụ thuộc vào cái gì, nhu cầu từ khách hàng. Do đó vấn đề là cái gì, các cái thông tin về nhu cầu thị trường mà chúng ta không có nắm vững thì dẫn đến là gì, nó sẽ bị bóp méo hay khuếch đại lên qua các cái khâu chuỗi cung ứng, dẫn đến cái gì, sự dư thừa tồn kho. Và ngoài ngoài ra thì giờ khi mà dư thừa tồn kho thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều liên quan đến vấn đề là các chính sách về giá, rồi nó tạo ra cái phản ánh gì không chính xác trong nhu cầu thị trường. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu được sau khi mà tôi phân tích cho các em cái ví dụ liên quan tới hiệu ứng này. Thì cái hiệu ứng này, để mọi người có thể hình dung về cái hiệu ứng Roya, thì nôm na cái trường MIT, thực ra là viện chúng ta gọi là viện công nghệ Massachusetts ở ở Mỹ đó, thì người ta đã phát hiện ra một cái trò chơi giả lập có tên là Beer Game. Thì thực ra thì nếu mà học ở trong cái tập trung thì tôi sẽ cho các em thực hành liên quan một cái bài tập tình huống liên quan đến cái gọi là Beer Game, có nghĩa là trò chơi bán bia. Thì trong cái trò chơi này thì người chơi sẽ đóng vai trò người chơi sẽ đóng vai trò là người tiêu dùng này, có nghĩa rằng là gì, họ sẽ đóng vai trò của các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng, bao gồm có là gì, người tiêu dùng này, người bán lẻ này, nhà bán sỉ này, nhà cung cấp này, một cái nhãn hiệu bia phổ biến chẳng hạn như là Tiger hay là Heineken đúng không ạ. Và người chơi không thể trao đổi với nhau, có nghĩa rằng là gì, người chơi lúc này họ sẽ không trao đổi với nhau, và mỗi nhóm sẽ ngồi một bàn. Thì ở đây thì mình chỉ có hướng dẫn, và hiện nay thì người ta sẽ có một cái app gọi là Beer Game app, app ở trên mạng, và nếu mà chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể sử dụng cái app đó để chúng ta chơi thử, để chúng ta biết được cái hiệu ứng này nó như thế nào. Thì người chơi, người ta nói rằng là gì, người chơi không thể trao đổi với nhau và phải tự đưa ra quyết định của mình dựa trên đơn hàng của người có liên quan trực tiếp đang đóng vai trò là khách hàng của mình. Và khi càng chơi thì người ta càng phát hiện ra rằng càng đi sâu vào chuỗi cung ứng thì mức độ biến động đơn hàng càng lớn. Và chúng ta có thể, mình nói rồi, chúng ta có thể chơi thử cái trò chơi Beer Game này là tại Beer Game app. Hiện nay thì người ta đã có hình thành lên một cái app ở trên chúng ta có thể tải về để chúng ta chơi cái trò chơi này. Thì thực ra thì mình nói thôi là mình cũng muốn các em chơi cái trò chơi này khi mà chúng ta học tập trung. Tuy nhiên thì hiện nay thì online thì mình chỉ hướng dẫn cho các em mà thôi, để chúng ta coi thử cái hiệu ứng này nó tác động như thế nào. Và một số cái công ty khác thì người ta cũng phát triển thêm một cái trò chơi có tên gần giống như là Beer Game, là trò chơi có ảnh hưởng rộng lớn trong các cái doanh nghiệp. Mà hiện nay thì các em lưu ý rằng là cái này là một trò chơi thôi, tuy nhiên thì hiện nay các cái doanh nghiệp thì người ta đều tham gia cái trò chơi này, để đặc biệt là các cái CEO hàng đầu thế giới thì khi chơi trò chơi này thì người ta đều đều thấy thấy rằng là gì, tôi tham gia trò chơi này trễ quá, nếu được chơi sớm thì có lẽ tôi đã cải thiện được nhiều điều. Và vấn đề là đó là lý do tại sao mà cái trò chơi này nó được tạo ra từ rất
rất lâu rồi, từ năm 1997 cơ, khi mà cái bài báo của giáo sư Holly hiệu ứng cái Raya trong chuỗi cung ứng, thì ông đã lấy một cái để mà mô tả cái hiệu ứng cái Raya này, thì ông đã sử dụng một cái trò chơi, ông đã thiết lập ra một cái trò chơi liên quan tới bia game. Và hiện nay tôi thấy rằng là liên quan cái môn học này trong cái nhà trường á, thì thời xưa tôi đi học thì tôi cũng được chơi cái trò này. Và ngoài cái vấn đề chơi thì hiện nay các cái doanh nghiệp người ta cũng đang quan tâm đến cái tác động cái Raya này, và thông qua cái mô hình này thì người ta có thể điều chỉnh được các cái việc liên quan đến vấn đề là nhu cầu của thị trường như thế nào để đảm bảo rằng không bị ảnh hưởng bởi cái tác động của Raya. Nguyên nhân gây ra cái hiện tượng Raya này thì chúng ta cũng đã đọc rồi. Ở đây thì người ta đưa ra các cái nguyên nhân tại sao lại gây ra cái hiện tượng này, thì có 5 cái vấn đề mà người ta nhận định là nguyên nhân gây ra cái hiện tượng Raya. Thứ nhất đó là gì? Dự báo nhu cầu sai. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì? Mỗi công ty trong chuỗi cung ứng thì họ sẽ tuân theo dự báo nhu cầu sản phẩm dựa trên lịch sử đặt hàng trước đây. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta thực hành á, cái buổi thực hành đầu tiên thì chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn cho các em liên quan tới vấn đề là dự báo nhu cầu trong tương lai. Thì chúng ta biết rằng là thực ra hiện nay thì mỗi công ty trong chuỗi cung ứng họ đều tuân theo cái dự báo sản phẩm thường dựa trên lịch sử đặt hàng trước đây, có nghĩa là người ta dựa trên các cái đơn hàng trước đây để mà người ta dự báo cái nhu cầu về sản phẩm trong tương lai. Thì điều này nó giúp cho lập kế hoạch sản xuất này, rồi lập kế hoạch yêu cầu về vật liệu này, kiểm soát hàng tồn kho này, và lập kế hoạch năng lực. Nhưng trong trường hợp này thì các cái biến động không được tính đến. Ngoài ra thì thời gian dẫn của các cái đơn đặt hàng thay đổi hoặc dao động mạnh trong một số trường hợp, và điều này thì nó có thể buộc người mua đặt các cái đơn hàng với số lượng lớn hơn do bị tác động bởi những cái biến động không được tính đến từ bên ngoài. Ví dụ như là nếu mà chúng ta là người quản lý và chúng ta phải xác định cái số lượng đặt hàng từ nhà cung cấp. Nếu mà chúng ta là người mua hàng, đúng không? Chúng ta cần phải xác định cái số lượng đặt hàng từ nhà cung cấp. Thì chúng ta sử dụng một cái phương pháp mà ở trong cái môn quản trị sản xuất á, thầy cô có thể hướng dẫn cho các em một cái phương pháp gọi là khá là đơn giản để mà chúng ta thực hiện được cái dự báo nhu cầu. Chẳng hạn như là dùng cái phương pháp liên tiến lũy thừa, mà tiếng Anh chúng ta gọi là exponential smoothing. Thì thật ra thì ở trong cái phần thực hành thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các em cái vấn đề là dự báo nhu cầu dựa trên cái một số các cái mô hình toán học, chẳng hạn như là liên tiến lũy thừa, đúng không ạ, vân vân, hàm số mũ, vân vân vân. Thì ở trong phần thực hành thì các em sẽ rõ hơn. Thì với việc cái sử dụng cái phương pháp liên tiến lũy thừa này thì các cái nhu cầu trong tương lai sẽ được cập nhật liên tục khi có dữ liệu mới về nhu cầu hàng ngày. Và cái đơn đặt hàng mà chúng ta gửi cho nhà cung cấp nó phản ánh cái số lượng mà chúng ta cần để bổ sung hàng tồn kho để đáp ứng các cái yêu cầu của nhu cầu trong tương lai, cũng như là cái hàng tồn kho an toàn cần thiết. Và cái nhu cầu trong tương lai và hàng tồn kho an toàn liên quan được cập nhật bằng cách sử dụng là smoothing, gọi là technique đó, là cái phương pháp liên tiến lũy thừa. Hiện nay tôi thấy rằng là đa số các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì các em lưu ý rằng là gì, để mua các cái phần mềm dự báo mà cái độ chính xác càng cao thì dẫn đến là người ta phải chi ra một cái số tiền rất là lớn. Do đó thì hiện nay tôi thấy là trong các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, người ta vẫn hay dự báo nhu cầu trong tương lai dựa trên cái phương pháp gọi là liên tuyến lũy thừa, và một trong những cái phần mềm mà phổ biến nhất hiện nay người ta đang vẫn sử dụng để mà dự báo nhu cầu về một cái sản phẩm nào đó trong tương lai, đó là cái phần mềm Excel. Thì nó khá là đơn giản nếu mà chúng ta đã học rồi, đúng không ạ? Trong môn quản trị sản xuất thì thầy cô cũng đã hướng dẫn cho các em bao giờ cũng vậy, cái tiến trình trong quản trị sản xuất nó là một phần trong hoạt động chuỗi cung ứng, thì bao giờ cái tiến trình nó cũng xuất phát từ gì? Dự báo về nhu cầu, đúng không ạ? Khi mà có nhu cầu rồi thì bắt đầu là gì, các cái hoạt động, các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng, lúc này họ mới bắt đầu tiến hành các cái nhiệm vụ của họ trong chuỗi cung ứng. Với cái phương pháp này, thì với cái thời gian chờ hàng dài
thì nó không có cái gì lạ khi mà rất nhiều hàng tồn kho an toàn của các tuần cộng dồn lại với nhau. Theo cái phương pháp này là vậy. Kết quả là sự dao động về số lượng đặt hàng theo thời gian có thể lớn hơn nhiều so với những cái biến động trong dữ liệu nhu cầu. Thì khi mà chúng ta thực hành liên quan đến vấn đề này thì chúng ta sẽ thấy rõ tại sao mà với cái thời gian chờ hàng dài không có gì lạ khi mà rất nhiều hàng tồn kho an toàn của các tuần cộng dồn lại với nhau. Thì cái phương pháp này nó là vậy mà. Và ở một cái nấc khác trong chuỗi cung ứng, nếu mà chúng ta là người quản lý của nhà cung cấp, lúc này với vai trò là gì, người quản lý của nhà cung cấp, thì các cái đơn đặt hàng hàng ngày từ nấc trước đó nó tạo thành nhu cầu của chúng ta. Và nếu mà chúng ta cũng đang sử dụng cái phương pháp liên tuyến lũy thừa để mà cập nhật dự báo và hàng tồn kho an toàn của mình, thì các cái đơn đặt hàng mà chúng ta đặt với nhà cung cấp của chúng ta sẽ có sự thay đổi lớn hơn. Nên người ta thấy rằng là gì, cái vấn đề là hiện nay thì một trong những cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng roya, có nghĩa là cái thông tin liên quan đến vấn đề nhu cầu thị trường bị bóp méo, bị khuyết đại là do cái gì, chúng ta đang sử dụng các cái phương pháp dự báo nhu cầu chưa chính xác. Và một trong những cái phương pháp mà hiện nay người ta sử dụng phổ biến nhất đó là cái phương pháp liên tuyến lũy thừa, tại vì nó khá là đơn giản, đúng không? Khi mà chúng ta học ở môn quản trị sản xuất thì chúng ta thấy cái phương pháp này nó khá là đơn giản. Nhưng mà người ta nói rằng là gì, khá đơn giản thì dẫn đến là gì, cái vấn đề dự báo sẽ gì, cái độ sai lệch nó, cái độ chính xác nó không có cao, cũng có thể gì, nói là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến là gì, gây ra cái hiện tượng là gì, thông tin về nhu cầu thị trường bị bóp méo, bị khuyết đại qua các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng mà người ta gọi là hiệu ứng roya. Và một cái nguyên nhân khác nữa gây ra hiệu ứng roya đó là gì, đặt hàng với số lượng lớn, hay còn gọi là đặt hàng thâu lô. Thực ra thì chúng ta biết rằng là gì, đặt hàng số lượng lớn hơn thì mục đích là làm gì, đặc biệt là các cái nhà bán lẻ hoặc là gì, các cái nhà phân phối thì thông thường là mỗi lần họ đặt hàng thì họ sẽ đặt hàng với cái số lượng lớn hơn. Thì cái ưu điểm của vấn đề là đặt hàng với số lượng lớn hơn đó thì nó thường nó sẽ giúp cho gì, chúng ta giảm được cái giá, đúng không ạ? Và người mua họ sẽ có lợi thế vì là chi phí nó sẽ thấp hơn, có nghĩa là chi phí đặt hàng rồi các cái chi phí về liên quan đến vấn đề đặt hàng số lượng lớn thì nó sẽ thấp hơn. Do đó thì hiện nay các cái công ty họ có xu hướng để mà đặt hàng lớn hơn thì phải họ phải làm gì? Họ phải có một cái xu hướng đó gì, tích lũy nhu cầu để đạt được quy mô đơn hàng đáng kể. Có nghĩa rằng là gì? Tôi lấy ví dụ như là nhu cầu ngày hôm nay là từng này, nhu cầu ngày mai là từng kia, nhưng mà vấn đề là hàng ngày họ không tự đặt hàng hàng ngày mà họ dồn lại gì? Không, tôi dồn lại một tháng. Có nghĩa là gì? Họ tích lũy cái nhu cầu. Đúng không ạ? Để mà họ có thể gì, đạt được một cái quy mô đơn hàng đáng kể, và lúc này họ sẽ gì, phát triển cái thực tiễn là gì, sẽ đặt hàng theo tháng này, hoặc ít ít thì cũng theo tuần, chứ ít khi mà người ta đặt hàng theo theo ngày lắm. Thì nó điều này nó tạo ra một cái sự thay đổi về nhu cầu. Nôm na là nếu mà chúng ta được cái này lợi về vấn đề là gì, giúp cho chúng ta giảm giá cũng như là lợi thế liên quan đến vấn đề là gì, chi phí thấp, nhưng đồng thời nó tạo ra một cái sự thay đổi nhu cầu. Vì nhu cầu trung bình không ổn định xuyên suốt quá trình, đúng không ạ? Dẫn đến là gì? Dẫn đến là cái vấn đề là gì? Làm cho cái vấn đề là gì? Cái độ chính xác về cái nhu cầu của chúng ta nó bị thay đổi, và làm cho cái gì, cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng roya, có nghĩa là gì, là cái hiện tượng làm cho cái thông tin về nhu cầu bị bóp méo, bị khuyết đại trong diễn ra trong các cái chuỗi cung ứng. Và một cái hoạt động liên quan tới vấn đề mà gây ra cái hiện tượng roya mà chúng ta đọc rồi chúng ta cũng biết đó là gì, liên quan đến vấn đề là biến động giá và cái vấn đề là khuyến mãi. Thì cái biến động giá thì hôm nay chúng ta có thể hiểu là gì, định giá sản phẩm á, thì hôm nay chúng ta hiểu là gì, giảm giá trong thời gian cụ thể hoặc cái biến động về chi phí, thì nó có thể khiến người mua đặt hàng với số lượng lớn để tận dụng các cái khoản giảm giá, gây ra sự thay đổi nhu cầu trong chuỗi cung ứng. Rồi các ước tính chỉ ra rằng khoảng 80% các cái giao dịch giữa các cái nhà sản xuất và nhà phân phối trong ngành tạp hóa, hôm nay là ngành bán lẻ đó, đã được thực hiện theo thỏa thuận mua có kỳ hạn. Trong đó thì các mặt hàng được mua trước khi được yêu cầu.
À, nó có một khái niệm là gì? Đặc biệt là trong cái ngành tạp hóa thì chúng ta thấy rằng bao giờ chúng ta cũng phải dự trữ lượng hàng, chẳng hạn như là các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày ở các cái tạp hóa mà người ta bán đó, thì thông thường người ta sẽ gì? Dự trữ trước khi mà gì? Đạt được yêu cầu. Và khi mà dự trữ như vậy thì họ sẽ có gì? Các cái ưu đãi giá hấp dẫn của nhà sản xuất, dẫn đến thì có gì? Cũng có thể dẫn đến là cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng là gì? Rồi ra. Và một trong những cái hoạt động phân bổ về sản phẩm cũng là cái nguyên nhân mà gây ra về cái hiện tượng roi da mà chúng ta cũng cũng biết rồi về hậu quả, đúng không ạ? Đó là cái nguyên nhân, các cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng roi da, và cái hậu quả của việc của hiện tượng roi da mang lại là gì? Không phải mang lại mà nó gây ra cái hậu quả gì? Thì chúng ta thấy rằng là gì? Hiện tượng roi da nôm na là gì? Là một cái hiện tượng liên quan tới vấn đề là thông tin sai lệch về nhu cầu thị trường, dẫn đến là gì? Cái nhu cầu nó không chính xác, do đó vấn đề là nó sẽ gây ra các cái hiện tượng, các cái hậu quả, chẳng hạn như là hàng tồn kho này. Thì nếu mà nhu cầu của người tiêu dùng thấp hơn, đúng không ạ? Hàng tồn kho có nghĩa là gì? Nếu mà nhu cầu của người tiêu dùng thấp hơn chúng ta dự đoán thì nó sẽ dẫn đến việc là thừa hàng, và cái hiệu ứng cái roi da này nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nhà bán lẻ, và họ sẽ giảm cái nguồn cung cho các cái đơn hàng tồn kho trong tương lai. Điều này có thể dẫn tới việc đó là gì? Thiếu hàng khi mà đúng không ạ? Tại vì vấn đề là gì? Họ cái tâm lý của nhà nhà bán lẻ mà họ sẽ gì? Họ thấy rằng là gì? Cái hiện tượng roi da này nó ảnh hưởng làm cho gì? Họ sẽ giảm cái nguồn cung cho các cái đơn hàng tồn kho trong tương lai, và điều này nó có thể dẫn đến việc là gì? Thiếu hàng khi mà chúng ta đẩy quá nhiều sản phẩm thành ưu đãi, hoặc khi là nhu cầu gì khách hàng tăng vọt, và đây là một trong những cái hậu quả nghiêm trọng nhất của hiện tượng cái roi da, vì chúng ta bỏ lỡ những cái cơ hội đó là gì? Tăng doanh số và có khả năng làm hỏng mối quan hệ công ty của chúng ta với khách hàng. Và một cái hậu quả nữa mà cái hiệu ứng roi da này nó gây ra đó là lãng phí. Thì mặt khác thì khi thiếu hàng thì người mua hàng có thể phải trả tiền nhiều hơn. Điều này sẽ làm cho nhà bán lẻ đặt thêm hàng tồn kho để đảm bảo không bị thiếu hụt sản phẩm trong tương lai, và có thể sẽ đi lại vào vòng luẩn quẩn thừa hàng tồn kho nếu mà chúng ta đặt hàng quá nhiều, hoặc là nếu mà nhu cầu của khách hàng giảm, và thừa hàng tồn kho thì nó chậm luân chuyển, không bán được sẽ bị vứt. Nếu như mà những cái hàng những cái sản phẩm mà chúng ta thấy rằng là gì, nó có thời hạn đó, thì một trong những cái hậu quả mà hiệu ứng roi da này nó có thể gây ra đó là cái gì? Sự lãng phí. Rồi cái hậu quả thứ ba mà cái hiệu ứng roi da này nó gây ra đó là gì? Thay đổi trong thói quen mua hàng. Thì chúng ta thấy rằng là khi các cái công ty mà liên tục bị mắc phải cái hiệu ứng cái roi da thì họ có thể xem xét về việc thay đổi quy trình mua hoặc là đặt hàng. Khi mà người mua hàng đặt một số lượng lớn nhưng không thường xuyên thì nó cũng sẽ góp phần vào cái hiệu ứng cái roi da mà lúc nãy chúng ta đã phân tích rồi đó. Và một cái chiến lược mà để giảm bớt điều này là chia nhỏ các đơn hàng thường xuyên nhỏ ra. Lúc này thì người ta không có đặt hàng theo lô nữa, mà người ta sẽ gì? Chia nhỏ các cái đơn hàng thường xuyên ra. Có nghĩa là gì? Lúc này người ta sẽ đặt hàng không phải là 1 tuần, 2 tuần hay là 1 tháng, mà người ta sẽ gì? 3 ngày, 4 ngày hay thậm chí là gì? 1 ngày. Và như thế thì cái chi phí, đúng không ạ? Mặc dù chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta nhỏ thì đặt nhỏ ra thì nó sẽ lợi cho cái chiến lược để giảm bớt cái điều này, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ gì? Một trong những cái chi phí khác nó sẽ tăng lên là gì? Chi phí vận chuyển. Tại vì hàng ngày chúng ta phải vận chuyển hàng hóa đó từ kho của nhà phân phối hoặc là từ kho của nhà sản xuất tới gì? Khách hàng, thì nó sẽ gì? Phát sinh ra cái chi phí vận chuyển sẽ tăng lên. Nhưng mà đồng thời thì nó cũng có một cái khái niệm là gì? Nó chi phí vận chuyển tăng lên nhưng mà nó gì? Chúng ta sẽ tránh được cái lãng phí về hàng tồn kho, và chúng ta sẽ tiếp tục có các cái đơn hàng, và cứ tiếp tục như vậy thì nó làm thực ra thì chi phí nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và một trong những cái hậu quả mà cái hiệu ứng bullwhip này nó mang lại nữa, nó gây ra đó là gì? Quan hệ căng thẳng với nhà cung cấp. Thì người ta nói rằng là hiệu ứng cái roi da thì có thể khiến công ty gây cái áp lực đến nhà cung cấp. Điều này thì có thể khiến cho quan hệ với nhà cung cấp trở nên căng thẳng hơn.
Chẳng hạn như là nhu cầu cao bất ngờ có thể có nghĩa là yêu cầu các cái nhà cung cấp nhanh chóng sản xuất hoặc vận chuyển mức tồn kho cao ngay lập tức. Và trong các cái trường hợp khác thì người mua thương lượng các cái thỏa thuận mua lại buộc các cái nhà cung cấp phải gì lấy lại hàng tồn kho dư thừa. Thì nếu mà chúng ta liên tục dự báo nhu cầu sai lầm thì các cái nhà cung cấp này họ có thể trở nên là gì không hài lòng với cái nhu cầu thay đổi liên tục và khẩn cấp. Thì đó là chúng ta thấy rằng là cái hiệu ứng rò rỉ thì nó có thể gây ra bốn cái vấn đề chính mà chúng ta cần nắm, đó là gì, gây ra gì, cái lượng hàng tồn kho nó bị thay đổi, rồi cái thứ hai gì nó liên quan đến vấn đề là lãng phí các cái chi phí liên quan mà cái hiệu ứng bullwhip này nó mang ra, rồi nó làm cho thay đổi trong cái thói quen mua hàng, và cuối cùng thì nó gây ra một cái hiện tượng đó là gì, làm cho mối cái quan hệ với nhà cung cấp thì nó trở nên căng thẳng hơn. Thì đó là các em cần nắm liên quan tới cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng roi da này, thì gồm có các cái nguyên nhân chẳng hạn như là do nhu cầu dự báo sai, rồi chúng ta đặt hàng theo lô, rồi các cái hoạt động phân bổ sản phẩm, rồi định giá sản phẩm khuyến khích thực hiện. Còn liên quan đến các hậu quả thì có bốn cái hậu quả thì chúng ta cần phải nắm. Vậy thì các cái biện pháp hạn chế hiệu ứng roi da hiện nay thì người ta đang có các cái biện pháp nào để mà chúng ta họ có thể giải quyết cái vấn đề này. Thì hiện nay thì nó có bốn vấn đề mà người ta đang sử dụng để mà có thể giải quyết cái vấn đề này. Đó thứ nhất là gì, chia sẻ dữ liệu nhu cầu chung. Thì người ta nói rằng là gì, một cách mà để làm giảm cái hiệu quả, một cách mà để làm giảm cái hiệu quả bullwhip là thông qua các cái thông tin tốt hơn, có thể dưới hình thức là giao tiếp được cải tiến cho theo cái chuỗi cung ứng hoặc là dự báo tốt hơn. Chúng ta chờ mình 1 phút nha. Các cái biện pháp hạn chế mà cái hiệu ứng roi da này mà hiện nay người ta đang đang áp dụng đó thì nó có bốn cái vấn đề liên quan tới vấn đề thứ nhất đó là gì, để có thể hạn chế cái hiệu ứng bullwhip này thì người ta sử dụng này, thứ nhất là gì, chia sẻ dữ liệu nhu cầu chung. Thì người ta thấy rằng là chia sẻ thông tin tốt hơn về nhu cầu, khi mà chúng ta thấy rằng là khi mà mình trình bày về cái bia game á, thì người ta có một cái khái niệm là khi mà thực hiện cái trò chơi này thì các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng này họ thực hiện một cách là gì, độc lập, họ không có khái niệm gì chia sẻ thông tin gì với nhau. Thì nôm na là gì, để mà có thể hạn chế được cái hiệu ứng roi da này, thì một trong những cái nguyên nhân mà người ta có thể một trong những cái vấn đề mà biện pháp á, người ta có thể sử dụng đó là chia sẻ dữ liệu nhu cầu chung. Có nghĩa là gì, chúng ta chia sẻ thông tin tốt hơn về nhu cầu thực sự giữa những cái giai đoạn của chuỗi cung ứng, giữa các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn như là chúng ta chia sẻ cái nhu cầu giữa nhà bán lẻ với nhà nhà phân phối, giữa nhà phân phối với lại nhà sản xuất, giữa nhà sản xuất với nhà cung cấp, thì người ta thấy rằng là gì, cái biện pháp đầu tiên mà giúp cho chúng ta có thể giảm được cái hiệu ứng bullwhip đó là gì, chia sẻ thông tin tốt hơn. Và trong thực tế thì quy mô các cái đơn đặt hàng của nhà bán lẻ thì có rất ít điểm tương đồng với nhu cầu khách hàng mua lẻ. Hay đơn hàng của bán lẻ thì không phản ánh nhu cầu thật của người tiêu dùng, thì điều này là do các cái đơn hàng bán lẻ bị ảnh hưởng bởi chính các cái hoạt động của nhà bán lẻ như là nỗ lực đẩy mạnh bán hàng, xúc tiến quảng cáo và các cái kế hoạch hỗn hợp, dẫn đến là với những cái đơn đặt hàng dao động một cách lộn xộn của nhà bán lẻ thì sẽ rất khó khăn để mà nhà cung ứng, đúng không ạ, dự đoán chính xác được cái xu hướng biến động của nhu cầu tiêu dùng thật trên thị trường. Do đó thì người ta thấy rằng là gì, việc chia sẻ thông tin về nhu cầu thật nha, của người tiêu dùng từ nhà bán lẻ cho các cái khâu chẳng hạn như là nhà phân phối này, nhà sản xuất này, các cái nhà cung ứng ở thượng nguồn là cung ứng nguyên vật liệu cho nhà sản xuất thì sẽ là cái giải pháp sẽ là cái giải pháp tốt cho các cái tổ chức trong chuỗi, họ nắm được cái nhu cầu thật về cái kế hoạch kinh doanh. Chúng ta vẫn nghe mình nói chứ hả? Dạ có. Chúng ta còn thấy cái slide của mình không?
Dạ không ạ. Điểm đen này thầy ơi. À rồi rồi, hình như nó đi đâu rồi. Rồi. À, thì một trong những cái mô hình mà chúng ta tôi đã cho các em tìm hiểu, một trong những cái mô hình mà lập kế hoạch hợp tác, dự đoán, dự báo và sự bổ sung CPFR đó, thì là một trong những cái mô hình mà hiện nay người ta đang áp dụng trong vấn đề là gì? Chia sẻ thông tin hỗ trợ, lập kế hoạch cho phép đạt được mục tiêu hiệu quả nhất của các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng. Thì tí nữa cho thì mình sẽ trình bày cho các em về cái mô hình đó. Cái thứ hai, một cái biện pháp thứ hai mà để có thể áp dụng để hạn chế cái hiệu ứng bullwhip, đó là giảm thiểu cái đặt hàng theo lô. Thì người ta nói rằng là gì? Nhu cầu biến dạng gây ra bởi cấp đặt hàng theo đợt, đúng không ạ? Lúc nãy chúng ta đã thấy cái nguyên nhân là gì? Thì để giảm thiểu đặt hàng theo đợt, nghĩa là các cái đơn hàng sẽ có quy mô nhỏ hơn. Lúc nãy chúng ta thấy rằng là gì, đặt hàng theo lô thì thông thường thì người ta đặt hàng, người ta sẽ tích lũy nhu cầu, đúng không ạ? Cả một tuần, cả một tháng, để người ta có thể gì đạt được một cái đơn hàng với quy mô lớn, mục đích là gì, nhằm giảm được giá hoặc là các cái chi phí liên quan. Thì từ đó nó cũng gây ra cái hiện tượng đó là bullwhip, thì dẫn đến là gì, người ta nói rằng là gì, nên giảm thiểu đặt hàng theo đợt hay còn gọi là đặt hàng theo lô. Thì để mà đặt đặt hàng theo theo lô á, thì nghĩa là giảm thiểu đặt hàng theo lô, thì ở đây là các em hiểu là gì, nghĩa là các cái đơn hàng sẽ có quy mô nhỏ hơn và số lần bổ sung thường xuyên hơn. Có nghĩa là gì, quy mô nhỏ hơn và số lần bổ sung thường xuyên hơn, có nghĩa là gì, thay vì là một tháng chúng ta mới đặt hàng một lần thì chúng ta có thể chia nhỏ ra, chẳng hạn như là một tuần chúng ta đặt hàng một lần, hoặc là gì, nếu mà cái nhu cầu của chúng ta biến đổi hàng ngày lớn thì chúng ta có thể sử dụng là gì, một ngày chúng ta đặt hàng một lần. Tuy nhiên thì hiện nay thì trong vấn đề là kinh doanh thì bán lẻ cũng như là các cái nhà phân phối thì ít khi mà một ngày, mà ít nhất thì người ta cũng phải một tuần hay một tháng, tùy theo cái nhu cầu của thị trường, tùy theo cái lượng hàng mà nhà bán lẻ người ta bán ra hàng ngày bao nhiêu thì người ta sẽ tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên thì người ta nói rằng là gì, nên giảm thiểu cái đặt hàng theo lô, có nghĩa là gì, chúng ta giảm cái quy mô nhỏ hơn và cái số lần bổ sung thường xuyên hơn, và kết quả là sẽ có một cái dòng các cái đơn đặt hàng bình ổn hơn. Nhờ cái vấn đề là giảm thiểu đặt hàng theo đợt thì kết quả sẽ có một cái dòng các cái đơn đặt hàng bình ổn hơn. Nhờ thế mà các cái nhà phân phối và nhà sản xuất họ có thể xử lý hiệu quả. Và khi cái kích thước cái lô đặt hàng nhỏ hơn và cái số lần đặt hàng tăng lên thì nó sẽ kéo theo chi phí. Ngược lại thì mặc dù thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái hiệu ứng bullwhip, nhưng mà chúng ta thấy rằng là gì, khi mà cái kích thước lô đặt hàng nhỏ hơn và cái số lần đặt hàng tăng lên thì nó sẽ kéo theo gì, chi phí gì tăng lên, chi phí về đặt hàng, chi phí vận chuyển sẽ tăng theo. Vì vậy thì phải tìm cái cách, thực ra thì họ phải tìm thêm một cái cách, đó là gì, giảm các cái chi phí xử lý đơn hàng, có nghĩa là chi phí đặt hàng và vận chuyển. Và một cái giải pháp cho vấn đề này là nhiều nhà bán lẻ gộp chung những đơn đặt hàng của họ để cùng nhau chia sẻ chi phí thấp với các cái chuyến hàng thường xuyên nhờ vận chuyển đầy xe. Đó là một cái khái niệm chúng ta lưu ý nghe. Chúng ta giảm thiểu cái này để mà chúng ta giảm cái hạn chế cái hiệu ứng bullwhip, nhưng mà đồng thời nó sẽ cũng gây ra một cái tiêu cực là gì, chi phí đặt hàng và vận chuyển tăng theo. Nhưng mà vấn đề là ở đây thì có thể là đưa ra một cái giải pháp là gì, nhiều nhà bán lẻ, đúng không ạ? Chẳng hạn như nhiều nhà bán lẻ họ sẽ gộp chung những cái đơn đặt hàng của họ để cùng nhau chia sẻ, chi phí sẽ thấp hơn với những cái chuyến hàng thường xuyên nhờ vận chuyển đầy xe. Thì đó là một cái biện pháp chúng ta có thể sử dụng để hạn chế cái hiệu ứng bullwhip đối với các cái doanh nghiệp, đúng không? Một trong những cái biện pháp nữa mà người ta có thể sử dụng để hạn chế cái hiệu ứng bullwhip hoặc hiệu ứng cái raya, đó là gì? Loại bỏ các cái chính sách xúc tiến và phân bổ hàng hóa khi khan hiếm. Thì chính sách xúc tiến thương mại của các cái nhà sản xuất và bán buôn thì nó tạo ra một cái lực đẩy khá mạnh để mà các nhà bán lẻ họ lựa chọn mua trước, và từ đó góp phần đáng kể gia tăng hiệu ứng bullwhip.
đúng không ạ? Chẳng hạn như là đặc biệt là các cái nhà sản xuất đúng không ạ? Họ đều có những cái chính sách về giảm giá, chính sách về xúc tiến thương mại mà mục đích là gì? Để cho các cái nhà bán lẻ họ có thể gì mua nhiều cái sản phẩm của mình hơn đúng không? Để dự trữ. Tuy nhiên cái vấn đề này thì nó gây ra, lúc nãy thì mình nói rồi, nó gây ra cái hiện tượng đó là gì? Gia tăng cái hiệu ứng bullwhip. Tuy nhiên thì vấn đề là không dễ dàng mà đòi hỏi tất cả các nhà sản xuất và bán lẻ họ loại bỏ những cái chính sách xúc tiến thương mại, đúng không ạ? Tại vì vấn đề chúng ta thấy không, hiện nay thì trong vấn đề là thị trường cạnh tranh thì dẫn đến là các cái nhà sản xuất cũng như là các cái nhà phân phối thì họ đều có rất là nhiều các cái chính sách xúc tiến đúng không ạ, để mà gì khuyến khích các cái nhà bán lẻ họ lựa chọn mua trước. Tuy nhiên thì không dễ dàng, đó là do tại sao mà tôi nói rồi, họ sẽ không dễ dàng loại bỏ tất cả các nhà sản xuất và bán buôn loại bỏ những cái chính sách xúc tiến thương mại, vì đây nó được coi là một cái công cụ đúng không ạ, cạnh tranh hữu hiệu trong các cái thị trường có tổ chức. Và cũng không có cái quy định nào, thực ra thì nhà nước họ cũng không có một cái quy định nào cấm các cái nhà kinh doanh thực hiện các cái chính sách xúc tiến giảm giá của mình. Trong khi điều này thì giúp họ đẩy mạnh đúng không ạ, đẩy mạnh cái vấn đề là bán ra và tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì thế thì những cái nhà cung ứng để mà có thể giảm bớt thôi các cái chính sách xúc tiến và phân bổ hàng hóa khi khan hiếm, thì những cái nhà cung ứng họ phải phát triển ra một vài cái công cụ khác để mà tạo ra những cái xúc tiến mong muốn. Và một cái giải pháp khắc phục những cái chính sách này hoặc là ít nhất làm cho chúng thấp hơn là nhà cung ứng đồng ý hoàn lại một phần lợi nhuận cho khách hàng, và cái chính sách phân bổ khi thiếu hàng, thiếu hụt hàng hàng thì nên loại bỏ thay bằng việc nhà cung cấp thông báo phân phối hàng hóa đến mỗi nhà bán lẻ nhằm cân đối lượng bán ra của nhà bán lẻ, thì đó là một cái biện pháp mà người ta có thể áp dụng để gì giảm bớt hoặc loại bỏ phân bổ hàng hóa khi khan hiếm đúng không ạ. Và từ đó thì nhà cung cấp họ cũng có thể gì phạt một đơn đặt hàng hủy vì vi phạm hoặc yêu cầu một khoản tiền đặt cọc không hoàn lại khi những cái đơn đặt hàng đã được đặt, để hạn chế tình trạng hủy đơn khi mà nhu cầu giảm. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là gì nên loại bỏ, cũng chẳng phải loại bỏ đâu mà giảm bớt các cái chính sách xúc tiến và phân bổ hàng hóa khi khan hiếm, thì chúng ta có thể giảm được cái hiệu ứng bullwhip. Rồi ngoài ra thì còn có một cái biện pháp nữa mà người ta có thể áp dụng để mà hạn chế cái hiệu ứng bullwhip, đó là gì? Sử dụng chính sách quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp. Thì sử dụng các cái chính sách quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp thì lúc nãy thì chúng ta đã coi cái bài tập tình huống rồi, giữa Procter Gamble và Walmart đúng không ạ. Thì là những cái công ty, thì nôm na thì đây là những cái công ty mà họ sử dụng cái chính sách quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp để mà hạn chế cái hiệu ứng bullwhip này. Và một trong những cái mô hình mà người ta khi mà chúng ta đọc các cái mô hình công nghệ thông tin hỗ trợ cho chuỗi cung ứng á, thì hiện nay thì có một cái mô hình nó gọi là quản lý hàng tồn kho bởi nhà cung cấp, gọi là Vendor Managed Inventory, gọi là VMI, đó là một cái giải pháp như vậy. Thì VMI thì nôm na chúng ta có thể hiểu làm, thực ra thì tôi không biết là trong cái môn hệ thống thông tin quản lý thầy có nhắc qua hay không, thì nôm na là VMI là việc hoạch định và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, trong đó thì nhà cung cấp chịu trách nhiệm về mức độ tồn kho của nhà bán lẻ. Lúc này thì nhà cung cấp đúng không ạ, cái sản phẩm đó cho nhà bán lẻ họ sẽ phải chịu cái trách nhiệm về mức tồn kho của nhà bán lẻ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy hiện nay các cái cửa hàng tạp hóa thì thông thường thì chúng ta thấy rằng là gì, các cái nhà cung cấp một cái sản phẩm nào đó trong cái cửa hàng tạp hóa đó thì họ sẽ áp dụng cái mô hình VMI, có nghĩa rằng là gì, các cái nhà cung cấp các sản phẩm đó cho nhà bán lẻ đúng không, chẳng hạn các cửa hàng tạp hóa họ phải chịu trách nhiệm về mức mức độ tồn kho của nhà bán lẻ. Nhà cung cấp được tiếp cận để mà như vậy thì nhà cung cấp họ sẽ được tiếp cận với các cái dữ liệu về hàng hóa trong kho cũng như là dữ liệu kinh doanh của nhà bán lẻ để chịu trách nhiệm điều phối các cái đơn đặt hàng, giao hàng và lên kế hoạch tồn kho cho nhà bán lẻ nhằm đảm bảo cái hoạt động kinh doanh luôn được duy trì ở mức tối ưu nhất. Và khi khi áp dụng cái mô hình quản lý hàng tồn kho bởi nhà
cung cấp VMI này, thì cái việc bóp méo và khuếch đại nhu cầu thị trường khi thông tin được chuyển từ các nhà bán lẻ đến nhà cung ứng thì nó sẽ được diễn, hôm nay chúng ta hiểu là cái hiệu ứng bullwhip đó, thì nó sẽ được giảm thiểu rất là nhiều và hiện tượng cháy hàng diễn ra ít hơn, chi phí vận chuyển hàng hóa được cắt bớt, và với cái mô hình mà VMI này thì nhà cung cấp họ sẽ chủ động quản lý việc bổ sung hàng tồn kho cho các cái nhà bán lẻ thay vì là gì chỉ nhận đơn hàng và vận chuyển theo yêu cầu của các nhà bán lẻ. Thì hiện nay thì người ta cũng đang sử dụng các cái mô hình để mà gì theo các cái chính sách quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp, thì một trong những cái mô hình mà lúc nãy tôi giới thiệu cho các em gọi là VMI, có nghĩa là mô hình quản lý hàng tồn kho bởi nhà cung cấp. Mà hiện nay tôi thấy rằng là đa số các cái cửa hàng bán lẻ người ta đúng không ạ, khi mà người ta mở cửa hàng ra thì cái hàng tồn kho sẽ được nhân viên của nhà cung cấp họ tới họ sẽ kiểm tra hàng ngày, đồng thời hai bên họ sẽ chia sẻ cho với nhau các cái thông tin, những cái dữ liệu kinh doanh của nhà bán lẻ đúng không, cũng như là gì những cái dữ liệu về hàng hóa trong kho của nhà bán lẻ, từ đó thì họ có thể gì ngăn được cái vấn đề làm bóp méo và khuếch đại nhu cầu thị trường khi thông tin được chuyển từ nhà bán lẻ đến nhà cung ứng được giảm thiểu. Thì hiện nay tôi thấy rằng người ta đang áp dụng rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực là gì bán hàng tạp hóa đó, thì người ta đang sử dụng cái này. Và liên quan tới vấn đề là chia sẻ dữ liệu nhu cầu thì hiện nay các cái doanh nghiệp người ta đang sử dụng một cái mô hình gọi là mô hình CPFR, hay còn gọi là cái mô hình hợp tác giữa các cái nhà cung ứng, các cái nhà cung ứng với lại là các cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng. Mô hình này thì người ta gọi là mô hình lập kế hoạch hợp tác, gọi là collaborative planning, và dự báo hai bên họ sẽ gì tiến hành dự báo, có nghĩa là forecast và sự bổ sung replenishment. Thì đây là một cái mô hình, một trong những cái mô hình chia sẻ thông tin hỗ trợ lập kế hoạch cho phép đạt được mục tiêu hiệu quả giữa các đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng mà chúng ta đã đọc. Thì cái mô hình CPFR này thì nó là một cái quá trình cộng tác. Theo đó thì các cái đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng họ có thể phối hợp nhằm lập ra kế hoạch cho các cái công tác cơ bản trong chuỗi cung ứng như là sản xuất này, phân phối vật tư này, nguyên liệu này, phân phối sản phẩm tới khách hàng cuối cùng. Và cái mô hình này thì nó gồm có ba cái vấn đề, ba con lông na chúng ta hiểu là nó gồm có ba cái hoạt động. Thứ nhất đó là gì, hợp tác hoạch định, thứ hai là cung cấp bổ sung, và thứ ba là dự báo. Chúng ta chờ mình một phút, các em giải lao 10 phút nha, các em giải lao 10 phút rồi chúng ta sẽ vô tiếp phần này.